Isuzu B3002 đang test máy. Ghê chưa? Bác là một con này đúng trúng luôn. Xe VIP nha. Đấy, ghê chưa? Chưa có bôi nha. Nó bao xài luôn đó. Con này rất là đỉnh trong sử mình. Con này đang xả vốn giá rẻ đấy nha. Ai mua quốc luôn. Mất con xe này ai mua đúng không? Thì qua là nó nằm đây lâu. Bao nhiêu người hỏi con này chứ. Có một anh ở Bình Thuận hỏi mà cuối cùng không đến. Làm lại video nữa, làm bán rồi. Heo dầu bếp dầu nha. Chưa đụng gì đâu. À, máy tuyệt vời luôn rồi. Còn máy rất là đẹp. Con này đang xả vốn nha. Giá VIP lắm. Anh mua được alo. Mấy bác coi này, bô nha, bô nổ rất là đều, nó không có khói đóng trong đâu, đấy, không có khói đóng phía trong đây đâu này, rất là sạch sẽ, đây, nhá, đều lắm, đều mấy, tuyệt vời luôn, không có đóng chuyện ướt 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 đâu, ai mà ít tiền mua con này, VIP Pro luôn, cho một đoạn ngắn. Hai cầu trợ lực lái luôn nha. Để đây phủ bụi mấy năm, xả vốn bán luôn. Đó, thợ bên em vật này mới test đó. Do nó không có bồ nó ồn ào lắm. Để bật đèn flash lên tí. Đều máy lắm nha. Rất là đều máy, căn xe rất là tuyệt vời. Bình cao chất lượng luôn. Mà cái này Benker hả chị? Benker số cơ luôn đó. Thấy chưa? Nhìn đã. Đồ con này đục cổ nha. Xài bao xài luôn. Thao xài. Phủ bụi nha. Đấy. Xịt rửa ra phát là mới tinh. Đường Ron Quilat này. Cái này lốp sau nứt rồi, nứt vừa vừa. Nhưng mà mâm miết còn rất là đẹp. Lốp PS của Nhật luôn. Nguyên zin nha. Màu sơn nguyên zin mà trong đây nó mới cạ từng này với cái bẩn thôi đây. Con này rất ít chạy. Chụp con này bác nào mua rất là tuyệt vời luôn. Không thể chê được điểm này. Đấy, mạng nhện bu này. Bên em đang xả vốn nha. Nói thẳng ra xả vốn con này giá rất là rẻ. 3.200 mà giá quá rẻ luôn. Nguyên rin á, chưa có bung biết gì đâu. Thật sự là cái đùi này, nó nhìn nó mập chút vậy. Về thao sai. Đăng lên thêm phát nữa. Có bác nào ủng hộ không? Bác Ninh Thuận hay bác Bình Thuận vậy làm em thất vọng. Cái mâm nó lắng kít luôn nha. Thôi đây. Con này máy đã lắm.
con này máy tuyệt vời luôn á, anh nghe tiếng bô là hiểu thế đó, nghe tiếng bô là tuyệt vời luôn ha. Cái máy đó thì khỏi chê, chất lượng. Đây cho nắp, mở nắp thăm luôn nha, để lâu lắm rồi, mở luôn cho mấy bác coi để ủng hộ. Đây trong còn trắng tinh nha. Đây. Đây. Thấy nha. Máy bao hơi hám, không có đổ hơi đổ đồ đâu, còn trắng tinh thôi. Đây nắp này. Thấy nha. Rất là đẹp. Giá quá vip. Một con to đùng này giá quá chuẩn. Bộ đề bộ đồ cũng không còn nguyên rinh luôn. Rất là đẹp. Nghe cái tiếng bồ nó lực. Nghe rất là lực. Trợ lực lái nó đây nha. Trăng quỳ đó. 3.200 nha. Đấy, tranh thủ nổ nó lên thì cũng làm video một tí. Cho đâu vô đó. Bên đây thì đây. Con xanh lè luôn. Rất là đẹp. Con này rất là đỉnh. Bác nào mua thì không phải suy nghĩ con này luôn. Đó là thật sự. Bác nào có thành ý mua thì phải suy nghĩ. Chúng rất là đẹp nha. Không chê được điểm nào hết. Mitsubishi D3200. Đồ nồi đồng cối đá. Bao xài cái luôn. Đang muốn xả đi cho nó rộng chỗ. Chỗ máy tuyệt vời. Không thể che được điểm nữa. Cái này làm lại rồi mạnh này. Phải anh xem test máy tí này. Nổ lên cái nó đâu vô đó để người ta ủng hộ em cái xe này đã. Xe đi test này nổ á. Rất là đỉnh nha. Đủ đỉnh lắm nha. Thôi tắt chìa khóa. Thôi ôm. Thôi bác nào mua ủng hộ em nha. Con này khỏi chê luôn. Tuyệt vời nha.